Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều mọi người. Trời đang bắt đầu nổi gió và chuẩn bị mưa. Trận mưa này chắc là khá là lớn rồi mọi người. Gió ghê quá mọi người ạ. Nhìn thấy để ý những cái cây xung quanh bên bên đường nhưng mà sấm chớp ầm ầm gió bão giống kiểu như là chuẩn bị có bão vậy đó mọi người. Trời bây giờ bắt đầu có mưa to rồi, mưa nặng hạt và to lắm. Hello, xin chào mọi người. Chỗ mình bây giờ là đang mưa khá là to luôn mọi người. Phía trước mặt mọi người đó chính là nhà văn hóa xã Nam Nghĩa mọi người. Giờ khoảng 5 giờ chiều mọi người, trời mưa khá to luôn. Chút nữa trời mưa tạnh mình sẽ đi lên khu ngã tư hay là cái khu ngã tư năm mươi thôi mình xem nhé. Bây giờ mưa tạnh rồi mọi người, giờ này tầm khoảng 6 giờ tối mọi người, trận mưa vào này khá là lớn luôn, mưa từ lúc 4 giờ chiều và đến bây giờ mới tạnh mưa mọi người. Phía trước mặt mọi người đây là khu nhà văn hóa của xã Nam Nia. Mình thì ở gần ngay bên ủy ban nhân dân xã, mọi người phía đầu trên chỗ đèn sáng cuối đường ấy, thì đó chính là cái ngã tư Nam Nia. Mình sẽ chạy lên phía trên ngã tư quay cái ngã tư Nam Nia cho mọi người cùng xem. Đây là khu vực ngã tư Nam Nia mọi người.
Đây là khu trung tâm của xã Năm Nia mọi người. Đây là chợ Năm Nia. Chị dọn hàng được rồi chứ? Sau trận mưa lớn, không khí trở nên rất là mát mẻ. Mà hiện tại giờ mới vừa mưa xong thì mình chạy lên quay luôn để giới thiệu với mọi người khu vực mình đang sinh sống và làm việc. Sấm chớp hiện tại bây giờ vẫn đang còn mầm. Mình chỉ quay sơ sơ cái khu vực mình đang sinh sống đây thôi. Video mình tạm dừng ở đây và hẹn gặp mọi người trong những cái video sau nha mọi người. Và mọi người yêu quý kênh của mình, đăng ký cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh cho mình nhé. Bye bye và hẹn gặp mọi người trong video sau.